Hello everybody, I'm very happy to see you today and welcome you to our lesson today. Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô rất vui mừng được chào đón các em học sinh lớp 5 đến với bài học ngày hôm nay. Today we will learn Unit 9, What Did You See at the Zoo? Lesson 1. Với bài học ngày hôm nay, các em sẽ được học một số loài động vật mình có thể thấy ở sở thú, ok? So let's move on the first part, vocabulary. Now look at the pictures. Do you know what animal is it? Các em có biết đây là con gì không nào? À, con voi đúng không nào? So, elephants. Elephants. Ở đây chúng ta có thể thấy 1, 2 elephants. So you can see letter S. Elephants. Số nhiều đúng không nào? Now listen again and repeat. Elephants. Elephants. Ok. Next one. Ngoài elephants ở sở thú chúng ta còn có thể thấy gì nữa nào? They are monkeys. 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 Ok. Listen again and repeat. Monkeys. Monkeys. Now the next picture. They are tigers. 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 Ok. Listen again and repeat. Tigers. Next one. Wow, do you know them? Các em có biết đây là con gì không nào? À, con trăng. Ok. So listen and repeat. Pythons. 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 Ok. Next one. Ngoài ra ở sở thú chúng ta còn có thấy cá sấu nữa đúng không nào? Crocodiles. Crocodiles. Ok. Listen again and repeat. Crocodiles. Crocodiles. Ok. What else? It's a very, very beautiful animals. Alright. Đây là một loài động vật rất là đẹp với chiếc đuôi đầy màu sắc. Alright. They are peacocks. Peacocks. Con công. Ok. Listen again and repeat. Peacocks. Peacocks. And let's see. What are they? They are monkeys? No. Xem monkeys. Đây là loài cùng họ với monkeys. Nhưng chúng là gorillas. Gorillas. Khỉ đột, ok? Gorillas. Now listen again and repeat. Gorillas. Như vậy cô vừa giúp chúng ta biết tên gọi của một số loài động vật trong sở thú. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với Activity 1 trong IC Books để xem các bạn sẽ nói gì về những loài động vật này. Các bạn sẽ hỏi và trả lời về những con vật mà các bạn đã thấy ở sở thú như thế nào. Ok? Lesson 1. Look, listen and repeat. Ok, trước khi lắng nghe đoạn hội thoại giữa các bạn, hãy cùng nhau quan sát các bức tranh nhé. Ở đây chúng ta thấy bạn Peter và bạn Linda đang nói chuyện với nhau đúng không nào? And look at picture B. Bạn Linda đang nghĩ về những chú voi, the elephants, alright? Vậy các em có thể đoán được bạn Linda đã đi đâu không? À, bạn đã đi sở thú đúng không nào? Ở picture C, bạn Linda lại kể về những chú monkeys. Và picture D, tigers. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe đoạn hội thoại giữa các bạn xem các bạn đã nói gì với nhau nhé. Now let's listen. I didn't see you yesterday. Where did you go? I went to the zoo. What did you see at the zoo? I saw a baby elephant and some other animals. Did you see any monkeys? Yes, I did. They were really noisy. Did you see any tigers? Yes, they were really fast. Ok, như vậy chúng ta vừa nghe qua đoạn hội thoại giữa Peter và Linda. Bây giờ hãy kết vào từng câu thoại để nghe và cô sẽ giúp các em hiểu nghĩa của từng câu thoại nhé. Cố gắng lặp lại theo đúng ngữ điệu của các bạn, ok? I didn't see you yesterday. Where did you go?
Mình đã không thấy bạn ngày hôm qua. Bạn đã đi đâu vậy? I went to the zoo. Mình đã đi sở thú. What did you see at the zoo? Bạn đã thấy gì ở sở thú? I saw a baby elephant and some other animals. Mình đã thấy một chú voi con và một vài loài động vật khác. Did you see any monkeys? Bạn có thấy con khỉ nào không? Yes, I did. They were really noisy. Có, chúng thực sự rất là huyên náo. Noisy, ở đây chúng ta dịch là huyên náo. Did you see any tigers? Vậy bạn có thấy con hổ nào không? Yes, they were really fast. Có, chúng thực sự rất là nhanh. Ok, như vậy cô vừa giúp chúng ta hiểu nghĩa của bài hội thoại cũng như giúp các em biết cách phát âm. Ok, bây giờ các em sẽ thử tự mình thực hiện một hoạt động ở đây. Now let's see. Với hoạt động này, các em sẽ sử dụng những câu thoại đã cho sẵn để kéo và thả vào từng hộp thoại tương ứng. Sau khi hoàn thành bài tập này, các em có thể đã nắm được ý nghĩa của đoạn hội thoại rất là vững rồi đấy. Ok, so let's see picture A. Đầu tiên, bạn Peter nói gì nào? Oh, I didn't see you yesterday. Where did you go? I didn't see you yesterday. Where did you go? And Linda say, I went to the zoo. All right? I went to the zoo. Lúc này, Peter mới hỏi là vậy bạn đã thấy gì ở sở thú? What did you see at the zoo? What did you see at the zoo? I saw a baby elephant and some other animals. I saw a baby elephant and some other animals. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ hoàn thành tiếp với những câu còn lại, được không nào? Như vậy, thông qua Activity 1 trong IC Books, các em đã biết cách các bạn hỏi và trả lời về những con vật các bạn đã thấy ở sở thú như thế nào, đúng không nào? Bây giờ hãy cùng cô nhìn lại mẫu câu này nhé. Để biết bạn mình đã thấy con vật gì ở sở thú, chúng ta sẽ đặt câu hỏi. What did you see at the zoo? What did you see at the zoo? Okay, so look at this picture. What are they? Tigers. Alright? So, we say, I saw tigers. I saw tigers. Ở đây chúng ta thấy động từ saw. Bởi vì trong câu hỏi chúng ta sử dụng what did you see? Bạn đã thấy gì? Vậy trong câu trả lời chúng ta sẽ dùng động từ ở quá khứ. Mình đã thấy. I saw tigers. Listen again and repeat. What did you see at the zoo? I saw tigers. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với các hoạt động trong IC Books để luyện tập nhiều hơn về mẫu câu này các em nhé. 2. Point and say. Now let's practice the pattern we have learned with activity 2. Bây giờ chúng ta sẽ luyện tập mẫu câu mình vừa học với activity 2 nhé. Các em sẽ kích vào từng picture, lắng nghe câu hỏi, câu trả lời và lặp lại. Các em cố gắng luyện tập để phát âm đúng và lặp lại theo đúng ngữ điệu của các bạn nhé. Now let's see the question. What did you see at the zoo? Bạn đã thấy gì ở sở thú? And I saw and the name of the animals. Okay? Now picture A. Pythons. B. Crocodiles. C. Peacocks. And D. Gorillas. Okay? Now let's move on picture A. What did you see at the zoo? I saw pythons. B. What did you see at the zoo? I saw crocodiles. What did you see at the zoo? I saw peacocks. What did you see at the zoo? I saw gorillas. Ok, các em có thể nghe và lặp đi lặp lại cho đến khi nào chúng ta có thể phát âm nhuần nhuyễn và luyện nói những mẫu câu này thật tốt nhé. And now let's move on to activity 3. 3. Let's talk. Với hoạt động này, các em sẽ trả lời những câu hỏi về bản thân mình, về những gì các em đã được thấy ở sở thú. Ok, what did you see at the zoo? Và ở đây chúng ta có 4 câu hỏi. Đều là câu hỏi what did you see at the zoo? Tuy nhiên, các em sẽ trả lời với những con vật khác nhau. For example, I say, I saw. Các em lưu ý, để trả lời cho câu hỏi what did you see?
At the zoo, chúng ta dùng I saw, động từ see chỉ ở quá khứ, ok? Mình đã thấy I saw monkeys. Và những loài vật này chúng ta sẽ chia ở số nhiều. Vì đây là những câu hỏi về bản thân các em nên chúng ta sẽ không nhấn submit để kiểm tra câu trả lời. Ok, như vậy cô vừa hướng dẫn chúng ta cách trả lời câu hỏi này. Các em sẽ tự mình thực hiện trả lời với những câu còn lại. And now let's move on activity 4. 4. Listen and tick. Ở hoạt động này các em sẽ được củng cố kỹ năng listening, đó là kỹ năng nghe. Và nhiệm vụ của các em sẽ là listen and tick, nghe và đánh dấu tick vào từng picture. Ok, now let's see number 1. What did Tom see at the zoo? Picture A, what are they? Crocodiles. Picture B, gorillas. Number 2, what did Mai see at the park? Mai đã thấy gì ở công viên? A, peacocks. B, parrots. Okay. And number 3, what did Tony see at the circus? Tony đã thấy gì ở rạp xiếc? Circus, rạp xiếc. Picture A, lions. And picture B, elephants. Okay. Như vậy cô vừa giúp chúng ta phân tích các câu hỏi cũng như các câu trả lời. Bây giờ các em hãy nghe và chọn cho mình picture chính xác nhé. Hãy tập trung vào những từ khóa cô vừa phân tích. Now let's go. 1. Did you go to the circus yesterday morning? No, I didn't. I went to the zoo. What did you see at the zoo? I saw some gorillas. Gorillas are very intelligent. Are they? They're also very funny. Okay, so what can you hear? Crocodiles or gorillas? Gorillas, all right? So we choose picture B. That's one, number two. Two. I didn't see you on Sunday. Where were you? I was at the park. I went skateboarding. What else did you do at the park? I saw a lot of peacocks. Do you like peacocks? Yes, I do. Okay, so number two, what can you hear? Peacocks, right? Peacocks, so picture A. And the last one? Three. Do you want to go to the circus? No, I don't. I went there last Saturday. Great. What did you see? I saw some elephants. They played football. Really? Yes. They played really well. And they were very funny. I like elephants. I think I'll go to the circus tomorrow. So they are talking about elephants and they're playing football, all right? So we choose picture B for elephants. Ok, nếu như các em chưa thể nghe được những từ khóa cô vừa nhắc đến thì các em có thể nhấn play để nghe lại trước khi chúng ta nhấn submit để kiểm tra câu trả lời nhé. And now let's see. Well done. And let's move on activity 5. 5. Read and complete. Ở hoạt động này chúng ta sẽ được luyện kỹ năng đọc hiểu. Nhiệm vụ của các em sẽ là dùng các từ ở trong ô đã cho để hoàn thành đoạn văn. Okay, now let's see the word first. Intelligent, gorillas, elephants, do, and like. Ở đây chúng ta có intelligent là loại từ, tính từ. Gorillas và elephants là danh từ. Do and like đó là động từ. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nào. Number one, I. Going to the zoo. Vậy ở đây chúng ta cần một động từ, đúng không nào? Vậy ở đây chúng ta có động từ do và like. Tuy nhiên, đằng sau này chúng ta có going. Vậy chúng ta sẽ dùng I like going. Đằng sau động từ like, chúng ta sẽ dùng động từ thêm in, đúng không nào? I like going to the zoo. My favorite zoo animals are. Loài động vật ở sở thú mà tôi yêu thích nhất đó là. Vậy ở đây chúng ta sẽ điền tên một loài động vật. Ở đây chúng ta có gorillas và elephants. Vậy để biết chỗ này chúng ta sẽ điền loài động vật nào, chúng ta sẽ đọc câu tiếp theo. I think the gorillas are very. Vậy ở đây câu tiếp theo
Người nói đang đề cập tới gorillas, có nghĩa là ở câu trước bạn đang nói đến gorillas, ok? Vậy number 2 cô sẽ chọn đó là gorillas. Are very, vậy ở đây loại từ cô cần điền đó chính là một loại từ tính từ. Tôi nghĩ là khỉ đột thì như thế nào đó, vậy khỉ đột rất là intelligent, rất là thông minh đúng không nào? They can, đằng sau động từ moderate can, chúng ta có một động từ nguyên mẫu, so we use do. They can do a lot of things, chúng có thể làm rất là nhiều việc. I also love elephants, mình cũng rất là thích elephants, ok? They can spray water with their trunks, chúng có thể phun nước vào cái vòi của mình. Ok, now let's see the answer. Let's check. Well done. Như vậy cô vừa hướng dẫn chúng ta thực hành bài tập này. Về nhà các em hãy tự mình làm lại nhé. And now let's move on to the last activity. Six. Let's sing. Bây giờ hãy cùng nhau củng cố lại mẫu câu chúng ta đã học hôm nay với bài hát What did you see at the zoo? Ok. Trước khi lắng nghe giai điệu của bài hát, hãy cùng cô đọc qua lời bài hát nhé. Where did you go yesterday? I went to the zoo. Who did you go with? I went with my friend Sue. What did you see at the zoo? We saw some peacocks. They were very beautiful. And we saw some kangaroos. They were fresh and funny too. Yes, they are kangaroos. Okay? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe giai điệu của bài hát nào. Let's listen. Where did you go yesterday? I went to the zoo. Who did you go with? I went with my friend Sue. What did you see at the zoo? We saw some peacocks. They were very beautiful. And we saw some kangaroos. They were fast and funny too. Như vậy các em đã nắm được giai điệu của bài hát đúng không nào? Now let's listen again and sing along. Where did you go yesterday? I went to the zoo. Who did you go with? I went with my friend Sue. What did you see at the zoo? We saw some peacocks. They were very beautiful, and we saw some kangaroos. They were fast and funny too. Như vậy, thông qua bài học ngày hôm nay, các em đã biết tên gọi của một số loài động vật trong sở thú. Các em cũng đã biết cách hỏi và trả lời về những con vật bạn mình đã thấy ở sở thú như thế nào đúng không nào? Về nhà, các em hãy nhớ học thuộc lại những từ vựng cô đã dạy trong ngày hôm nay, cũng như mẫu câu mình đã học nhé. Hãy làm lại các bài tập trong IC Books và đừng quên chuẩn bị cho bài mới. Unit 9, Lesson 2. Goodbye!